Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới. Từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất, vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương rồi, chung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây, Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới. Từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất, vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương rồi, chung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây, chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó Phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: "Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới?" Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng, toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: "Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới?" Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: "Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới?" Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân trở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng Phước Dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít, nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi Đầu Hải Triều Dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi Đầu Hải Triều Dương rồi, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau Thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy Khi thức dậy thấy Mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị Vị thần ấy liền hỏi Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới Nếu muốn trở về Phật giới Thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau Thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy Khi thức dậy thấy Mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị Vị thần ấy liền hỏi Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới Nếu muốn trở về Phật giới Thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chịu dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau Thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy Khi thức dậy thấy Mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị Vị thần ấy liền hỏi Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới Nếu muốn trở về Phật giới Thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chịu dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng, toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít, nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại. Một, không cho quý vị trở về Phật giới. Hai, ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này. Thời điểm này, bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng. Buông! Tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất. Hoa tiêu liền xuất hiện. Quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải chiều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: "Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới?" Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải chiều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó Phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó Phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại Một, không cho quý vị trở về Phật giới Hai, ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương Hay trả nhân quả nơi trái đất này Thời điểm này Bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng Buông Tức khắc vị thần buông chung ấm thân của Quý vị ra Là quý vị được rơi ra trái đất Hoa tiêu liền xuất hiện Quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải chiều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó Phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng, toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm, Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải chiều dương rồi, chung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó Phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng, toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng Phước Dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít, nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng Phước Dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau, thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về phật giới? Nếu muốn trở về phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân chở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng Phước Dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng Phước Dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới, thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn Trung Ấm Thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, Đầu Hải Triều Dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, Đầu Hải Triều Dương rồi, Trung Ấm Thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung Ấm Thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng. Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới. Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới. Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về phật giới từ lúc này quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất vị phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về phật giới khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi chung ấm thân trở tánh phật và khối công đức của quý vị vào đây chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi, muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này để hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi, đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau Thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy Khi thức dậy thấy Mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng Thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chuông ấm thân của quý vị Vị thần ấy liền hỏi Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới Nếu muốn trở về Phật giới Thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới Nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra. Để dẫn trung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải Triều dương rồi, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về bản chất điện từ âm dương của nó phật nhãn và tánh nghe tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh phật liền khi đó điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh phật và khối công đức trở về phật giới khi khối công đức của quý vị vừa vào phật giới điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này một kim thân phật được sinh ra tánh phật của quý vị liền ẩn vào kim thân phật này là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác mà người ở trái đất này gọi là thành phật đường về phật giới công đức và phước đức bằng nhau khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: "Muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới?" Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về phật giới tuy vị thần thả quý vị ra muốn chắc ăn quý vị nên thử ba lần như sau quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền quý vị thử ba lần quý vị có ý niệm dừng lại hoa tiêu dừng lại đây là hoa tiêu của một vị phật còn nếu hoa tiêu của vị thánh quý vị dừng nhưng thánh không biết cứ dẫn đi đây là hoa tiêu giả quý vị nên thử ba lần như vậy còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất hoa tiêu cũng xuất hiện nhưng trong hoa tiêu này có bất cứ màu gì trong đó đều là hoa tiêu giả do vị của hồn tạo ra tuyệt đối không để ý đến một thời gian hoa tiêu tự biến mất khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị phật tạo ra ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh Vị thần nắm cứng quý vị lại một không cho quý vị trở về phật giới hai ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nhân quả nơi trái đất này thời điểm này bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng buông tức khắc vị thần buông chung ấm thân quý vị ra là quý vị được rơi ra trái đất hoa tiêu liền xuất hiện quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên.